Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 264 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Thánh Chiến Kết Thúc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. tập trước thì um, ba vị đại thánh của cổ tộc là Đấu Chiến Thánh Vương, rồi cung trụ, rồi um, Hoàng Kim Vương, ba người này thì uh, trong đó là một mình Đấu Chiến Thánh Vương phải đấu với hai người kia ở ngoài vực ngoại. Thì lúc này hai vị đại thánh mới ra tay, cả người đều đang phát ra vô lượng quan phân biệt cùng hoàng binh cực đạo hợp đạo cùng một chỗ, mặc dù Đấu Chiến Thánh Vương có cường đại thế đâu đăng chân nữa cũng khó có thể độc kháng được. Ông Bình mà, dùng hai kiện binh khí cấp hoàng đánh một người, đúng là vô sĩ mà. Thánh hoàng tử nghiến răng nói, lông tóc màu vàng toàn thân dựng ngược, hận không thể giúp được cái gì. <laughs> Đỗ chiến thanh diện không phải có thể mượn được ba kiện cổ hoàng binh sau, có thể cùng nhau tới ra đi. <laughs> một vị cổ vương đối diện càng rỡ cười lớn nói các vị nè Đại cục đã định rồi Bộ họ không phải nói muốn sang bằng bác bộ thần tướng ta hay sao Không bằng chúng ta ra tay Chiến một trận toàn diệt người của bọn họ Huyết tẩy cho sạch sẽ Lại có một người đề nghị Bất kể là đại quân bác bộ thần tướng Hay là ngưng nguyệt thiên vương đều nhất trí cho rằng đấu chiến thanh vương tất sẽ ngã xuống Không còn một tia hy vọng sống nào Tiếng cười lạnh chối tai Ánh mắt vô tình Đám người này sĩ khí dâng cao muốn ra tay tiêu diệt đám người thần tạm công chúa Diệp Hàm Thánh Hoàng Tử. Không có hy vọng sao? Nếu là như vậy, ta cùng ngươi chung sinh tử, cùng chết trận ra đi. Thần tầm công chúa nói, tuy có bi thương nhưng không yếu đuối, ánh mắt trồng nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chăm chăm mọi người phía trước rồi nói. Đấu chiến thanh dương cả đời quang minh lỗi lạc, không phải các ngươi có thể bôi nhỏ đâu. Cho dù hắn tương lai có thể chứng đạo thì sao chứ Dưới công kích của hai vị đại thánh Có thể so với đế khuyết Hắn phải chết là không thể nghi ngờ rồi Được làm vua, thua làm giặc Chỉ cần ngã xuống chính là cặn bã thôi Một vị tổ vương liên tục cười lạnh Hai vị đại thánh liên thủ Các người cũng có mặt mũi nói ra miệng sao, Dù thắng cũng không vinh quang gì đâu Thánh hoàng tử giận mắng Giống dẫn đấu chiến thánh vương rời khỏi tu di sơn là vì đánh chết hắn Bất kể làm như thế nào đều không đủ mà Một vị cổ vương cấp thánh lạnh lùng nói Nếu mà đấu chiến thánh vương ngã xuống Sẽ có tai nạn to lớn Một trận mưa máu gió tanh sẽ thổi quét khắp thiên địa Người đứng bên phía đấu chiến thánh viên Trong lòng bịch kính một tầng u ám Chúng sinh rung lên Thiên ngoại đã xảy ra kinh biến Khí tức cổ hoàng minh mông cuồn cuộn mãnh liệt Một thanh hàng ma sử xuất hiện một buổi giáp trụ thần tạm lóe lên chiếu rọi tiên quang vĩnh hằng Ôi, tại sao lại như vậy cung trụ đại thánh nhìn thấy cảnh này thì thất sắc là đâu chiến thánh hoàng hắn còn sống sao ngay cả hoàng kim vương đều hoảng sợ thần thiết màu đen hàng ma sử thần tạm chiến y ba kiện cổ hoàng binh phân biệt được ba bóng người nắm ở trong tay dặn co cùng hai vị đại thánh phía trước đây là một hồi biến cố kinh người ai cũng không nghĩ tới hết thể quá đột ngột. Lúc này lập tức có thêm hai bốn người vĩ ngạn đều có khí thế khí nuốt sơn hà. Trong đó một cái Phật quan chiếu khắp, thần thánh tường hòa, là một vị thánh viên màu vàng. Tuy rằng mang theo tướng tự bi nhưng lại cũng có khí thế bất người, giống y hệt như là đấu chiến thánh vương. Đây là đồ thận tinh hướng lực của tu di sơn. Công trụ lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, gã đối với sức mạnh thần bí to lớn trên tu di sơn vô cùng kiên kỵ vì vậy đem đấu chiến thánh vương dẫn xuống núi nhưng mà lại không nghĩ tới đấu chiến thánh phật này hóa niệm lực như biển kia luyện ra một khối đạo thân tính ngưỡng lực của tu di sơn hóa thành đấu chiến thánh vương cầm trong tay hạng ma sử trong từ bi mang theo uy nghiêm làm ra tư thế sư tử hống thần uy cái thế mà bên kia có thêm một bóng người rõ ràng là đấu chiến thánh hoàng ngày xưa ánh mắt khiếp người bể nghệ thiên hạ sừng sững ở đó cầm trong tay thượng thiết màu đen khiến đại đạo đều rung rẩy chín tầng trời mười tầng đất chỉ mình gã độc tung đây là ảnh hưởng phá tan công cầm xiềng xích chặt đức thánh hoàng đại đạo mang đến ngưng tụ ra một tam mất đi sắc mặt của hoàng kim vương phi thường khó coi một khối đấu chiến thánh vương này rất giống thánh hoàng vô địch ngày xưa cầm đại cung thần thiết màu đen nhìn xuống bọn họ khủng bố khung cùng về phần chân thân của đấu chiến thánh vương đã mặc thần tạm chiến y, tiên quan cửu sắc sung thiên, chiến y dân cao lên tiếng nói. Các người đã thích quần chiến như vậy ta chịu tới cùng, tuy nhiên lần này là ba người ta đánh hai người các ngươi. Phía trung vực, thần tạm công chúa như tuyệt đại nữ hoàng cường thế cười lớn, tóc tím bay múa, thần vẫn không linh thu lại, sắc bén bức người, mà bên đối diện mọi người đều như rơi vào hàm băng, không ít người mặt xám như tro tàn. Chiến trường vực ngoại phát sinh kinh biến bậc này, cung trụ đại thánh và hoàng kim vương đều biến sắc. Không nghĩ tới đối chiến thánh vương nghịch thiên đến như vậy, tình thế xoay chuyển, biến thành cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Như thế này còn làm sao mà đánh đây? Nhiều thêm hai cổ đạo thân, hai kiện cực đạo cổ hoàng binh đều bị thúc giục, đủ có thể áp đảo bọn họ đánh tới chết rồi. Ba đấu chiến thánh viên đồng loạt ra tay, đánh cho vầm trời vỡ nát. Ba kiện cổ hoàng binh đều sống lại. Ba bóng người bay tới, quét ngang hai người bọn họ. Đấu chiến thánh Phật! Thánh viên màu vàng tay cầm hàng ma sử miệng niệm Phật hiệu, bảo tướng trang nghiêm nhưng là ra tay cương liệt, Phật quan chiếu khắp, trùng nháy mắt đem cung trụ chung vùi phía dưới. Cung trụ sắc mặt khó coi nhưng là không thể không kiên trì nghênh chiến. Tới hiện tại rồi không còn lựa chọn nào khác nữa, lùi một bước chính là chết, dũng mãnh hướng về trước nói không chừng có thể giết ra một cái tương lai. Trong cơ thể của gã tràn ra ức vạn sợi tiên quang đón đỡ đấu chiến thánh vật. Pháp lực toàn diện thúc dục không hề giữ lại, đây là đang liều mạng quyết chiến. Hàng ma sử nở rộ vô lượng Phật quan, uy lực lớn vô cùng, một đòn đập xuống, địa phương này tràn ngập khí tức thái sơ, vầm trời nổ tung trở thành hỗn độn. Đây là đế binh, là đế nhất thần khí của Phật giáo, là a di đà phật đại đế đã tự tay tế luyện thành từ tên của nó đã biết uy lực là tiên binh tối cao hộ đạo của phật môn cung trụ thét dài dùng hết khí lực đối kháng không thể không toàn lực ra tay không thể trước thời hạn giết chết một đấu chiến thánh viên cuối cùng gã và hoàng kim vương tất nhiên sẽ bại vong vị đấu chiến thánh viên này hoàn toàn là do niệm lực từ tu di sơn hợp đạo mà thành kim thân bất hủ tay cầm hạng ma sử giống một cái ngay cả cung trụ đại thánh cũng bị chấn cho khí huyết nhộn nhạo hàng ma sử vô thượng phật bảo thêm vào hết thể dự thuật phật giáo vào giờ khắc này đã được thể hiện chém yêu hàng ma thần năng vô cùng cung trụ nạp mạng đây đối chiến thánh phật chống giận hàng ma sử hóa thành một cái mảng phật quan rực rỡ rải xuống ép thân thể cung trụ lắc lư dùng vô cùng niệm lực của tu di sơn đúc ra đạo thân tay cầm binh khí hạng ma sử của a di đà -đạ phật đại đế hỗ trợ lẫn nhau quả thực chính là vô địch tuy nhiên công trụ đồng dạng kinh diễm dù sao được xưng là có thể so với đế khuyết khi xưa có đủ thủ đoạn cường đại và thiên phú kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú đánh lực lượng ngang nhau bên kia hoàng kim vương thì không may mắn như vậy gã chống lại một đạo thân khác của hậu tử vừa chiến vừa hít sâu một ngụm khí lạnh gã sinh ra vào thời thái cổ từng chứng kiến uy thế vô thượng của đấu chiến thánh hoàng ngày nay lại cảm nhận được từng tia từng sợi khí tức hết hùng lồng tóc dựng đứng vị thánh viên màu vàng này cường thế quá mức khí phách khôn cùng vung một cây thần thiết màu đen đè nặng gã mà đánh gần như muốn cho gã chạy trối chết đây là thánh hoàng đạt tới thế gian duy ngã độc tung, chiến lực nghịch thế một cây thiết côn quét ngang thiên hạ đánh đến điên cuồng giống như là một vị chiến tiên giáng trần vậy Hoàng Kim Vương không chỉ kinh sợ đấu chiến Thánh Hoàng ngày xưa, lại càng e ngại chân thân hậu tử trước mắt này. Cùng Thánh Hoàng cổ sinh ra một thế hệ, đạo của mọi người đều bị áp chế, khó có thể đột phá, không thể tới gần hoàng đạo, mặc dù tránh tới kiếp này cũng vô dụng. Ngày nay hậu tử lại đi tới một bước này, đem ảnh hưởng của Thánh Hoàng xua tan toàn bộ, luyện chế thành một đạo thân, đây là một loại đại khí phách. Kết thúc, thoát ly khỏi áp chế quỷ tích đạo ngân của đấu chiến Thánh Hoàng đây là một loại đột phá thật lớn, từ nay về sau có thể đi ra tiên lộ. Nếu là tạo hóa thêm sâu, có lẽ một ngày kia có thể thăng hoa tột đỉnh, chứng đạo thành hoàng cũng nói không chừng. Thánh viên màu vàng khiếu ngạo thiên địa, tay cầm thần thiết màu đen, trên bổ dưới quét đánh cho hoàng kim vương liên tiếp bại lui. Cánh tay rung lên, hoàng kim giãn trong tay suýt nữa lời rời tay. Gã nắm chặt cổ hoàng binh, nếu mất đi tức sẽ trở thành to tàn đầu tiên. Đây là một quá trình tràn ngập dày vò, gã bị khí thế thánh viên màu vàng áp chế, chiến lực chân thân cũng kém một bậc, không ngừng rút lui. Đáng sợ nhất chính là hoàng kim giảng là binh khí cấp hoàng, cần đại lượng pháp lực rót vào, cho dù đại thánh lâu dài cũng sẽ bị hút khô. Thiết cung màu đen bổ thẳng xuống, đại đạo dấu vết buông xuống nện trên hoàng kim giảng, phát ra một tiếng nổ vang, tinh vực lay động sau băng tan biến, hoàng kim vương bị thương, miệng phun máu tươi, khó có thể địch nổi. Ông thêm của ta một cung Thánh viên màu vàng Hai tay ôm đại thiết côn đập xuống Hoàng Kim Vương bị buộc phải ngăn cản binh khí cực đạo Hoàng Kim Giảng Tràn ra ngàn vạn thi sáng Thường thiết màu đen Cùng Hoàng Kim Giảng thông qua đạo ngưng giao kích Âm thanh kim loại rung đinh tại nhức ốc Phát ra một đoàn ánh sáng hừng hực Vũ trụ hắc ám như là nổ tung Phúc Hoàng Kim Vương học ngầm máu lớn Thân thể bay ngang ra mấy trăm dặm Cổ hoàng binh trong tay suýt nữa là rời tay bay ra mụn thân pháp lực gần như khô cạn. Cung trụ đại thánh nhíu mày, Hoàng Kim Vương khẳng định là không ngăn được, mà bên kia chân thân đấu chiến thánh vương còn chưa có ra tay. Hầu tử có được khí cơ thánh hoàng, tay cầm thân thiết màu đen đuổi theo muốn tiêu diệt Hoàng Kim Vương. Mà đúng lúc này, chân thân hầu tử cũng động, thân thể bao trùm trong hoàng y chính màu của thần tạm tộc, toàn thân sáng lạng thẳng đến cung trụ. Ngươi nên lên đường rồi! chừng thường quát lớn mặt mũi cung trụ đại thánh lập tức tái mét gã quả thực đủ kinh diễm thiên phú siêu tuyệt không kém bao nhiêu so với đế khuyết năm đó nhưng ngày nay đối mặt với hai hậu tử đồng thời công sát thần đến đều phải khóc mà đấu chiến thánh vương vừa đi lên chính là một quyền mặt chiến y chính màu tiên quan tư đẹp huy động thiên địa đại đạo ép tới phía trước quyền ý cái thế Công trụ cắn răng đại chiến, tung hoành giữa hai hậu tử nhưng không quá bao lâu đã bị mệt hụt máu, bị hạng ma sử đánh bay đi. Gã phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nguyên khí, bay ngược ở trong vòm trời, khó ngăn được tuyệt thế công sát của hai hậu tử. Trung vực, ngoài chân hiện thành bác bộ thần tướng, ngưng nguyệt thiên vương cầm dư hến mà tổ vương đi theo công trụ đại thánh đều sắc mặt trắng bệt, kinh biến tới quá đột nhiên, nghịch chuyển quá nhanh. Vừa rồi những người này còn muốn huyết tẩy thánh hoàng tử, diệp hàm, thần tam công chúa. Lúc này tất cả đều ngậm cái miệng lại, hận không thể lập tức bỏ chạy. Có cổ vương cấp thánh gần như còn đang run rẩy Vừa rồi, bọn họ còn nói đấu chiến thanh vương khó có thể xoay người. Nếu là chết trận ở ngoài vực ngoại thì không khác gì cặn bã. Chắc ngươi không phải là đang trao gào sao? Khuyến khích các bộ cổ, cổ tộc đồng loạt ra tay, đem chúng ta giết sạch hay sao chứ? Nè, ra tay đi! Hát hoàng miệng rất xấu xa, nói thần tạm công chúa ép tới phía trước, người đối diện cũng rút lui. Hiện tại ai có thể nghịch thiên đây, có cổ vương nào dám ra tay chứ? Cho dù ngân nguyệt thiên vương đều thần sắc đen tối, hôm nay có khả năng là gã đại họa ập xuống, trong mắt hào quang lóe ra không ngừng, do dự không quyết. Lúc này ở thiên ngoại, trận chiến này sắp đến hồi bế mạc rồi. Hồ tử một người ba thân đánh hai vị đại thánh tan tác, tất cả đều thân bị trọng thương, một người ba thân cầm ba kiện binh khí cấp đế có thể nói là chiến lực nghịch thiên, ai tới đều phải nuốt hận, chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối. Đây không chỉ là tranh phong giữa đại thánh, càng bởi vì nắm trong tay của hoàng binh đáng sợ rất nhiều lần, ba hậu tử đồng loạt ra tay, đánh cho vầm trời sôi rào. Một thanh viên màu vàng cầm thiết côn màu đen suýt nữa bổ chết hoàng kim vương, chứng cho gã mưa máu bay tán loạn, chạy trối chết, dùng hoàng kim giảng hộ thể, Bên kia hàng ma sử uy lực khôn cùng, phục ma lực mênh mông, khiến một ít tiểu hành tinh đều đang lay động sắp sửa rơi xuống. Chân thương lão hầu này khí phách vô sông, mượn dùng cổ hoàng chiến y của thần tàm tộc, dùng một đôi nắm tay đè nặng công trụ mà đánh, khiến cho thân thể gã sắp nổ tung, cả người toàn là máu. Một trận chiến này, công trụ hình thần đều nứt ra, thương thế rất nặng, hơn nữa vết thương đại đạo khó có thể khép lại, là bị cổ hoàng binh chấn ra, nếu không phải trong cơ thể của gã cũng có một kiện hoàng binh cực đạo, sớm trở thành bụi bặm rồi. Trận chiến này nghiêng về một bên, tới lúc này không còn gì lo lắng nữa. Trên mặt đất, mọi người thân trì, ý động, chiến đấu bậc này bao nhiêu năm không thấy. Đại thánh thúc giục hoàng binh tác chiến, chấn sập bơm trời. Chiến đến cuối cùng, ba vị thánh viên màu vàng vây quanh cung trụ và hoàng kim vương mà đánh. Hai vị đại thánh này bất cứ lúc nào sẽ trở thành tro tàn, không còn tồn tại thiết cung màu đen ép xuống hoàng kim giảng gạo thét hàng ma sử nện xuống đạo quang như biển cung trụ đại thánh kêu đau đớn một ngụm phun một búng máu tới lúc này đại cục đã định rồi thánh chiến sắp kết thúc rồi thánh vương xin họ thủ lưu tình một thanh âm già nua vang lên từ đông hoang đi tới vực ngoại mau đến tận cùng đây là một lão nhân tướng mạo bình thường Cùng với nói là cổ tộc thì không bằng nói càng giống một kẻ nhân tộc hơn, giống như một lão già thôn quê, ngay cả mặt đều như vậy. Là hùng thác đại thánh! Trung vực, ngoài chân hiện thành mọi người đều sợ hãi, nhận ra lão nhân này. Hùng thác đại thánh uy chứng thái cổ, năm đó là người duy nhất với thân phận đại thánh khiêu chiến đối chiến thánh hoàng. Tuy rằng bị thánh hoàng một tay trấn áp nhưng cũng không mất mặt. Ai dám khiêu chiến thái cổ hoàng chứ? Không nói kết quả, chỉ riêng loại dũng khí này thôi đủ khiến người kính nể. lúc ấy thái cổ chấn động mãnh liệt. lai lịch to lớn cả đời chỉ bại bởi thánh hoàng. Hồn thác đại thánh lúc này hiện thân lập tức tràn ngập biến số khiến rất nhiều người tâm đều nhảy lên. người cũng muốn ra tay sao? đấu chiến thánh phật hỏi. thánh vương không nên hiểu lầm lão Hữu không có ý này chỉ muốn là một người hòa gái mà thôi. Hồn thác đại thánh nói. Hiện tại muốn cho ta dừng tay không có khả năng. Đấu chiến thánh Phật một ngụm từ chối. lão hổ cũng chỉ là nói mà thôi. Thánh dương đến tục cũng muốn quyết định như thế nào. Hết thể theo bản tâm. Tuy nhiên người ta nghĩ nếu để cho bọn họ trả giá đủ lớn. Như vậy có thể bình ổn lửa giận trong lòng thánh dương được không vậy? Dù sao nếu được giết đi, dân tộc khả năng có đại loạn. Dù sao liên quan đến hai đại hoàng tộc mà. Hùng thác đại thánh nhíu mày, nói. Đấu chiến thanh vương chân mày dựng ngược. Một đại hoàng tộc tự nhiên là hoàng kim tộc, một đại hoàng tộc khác cũng không phải tầm thường, đem cổ hoàng binh cho cung trụ đại thánh mượn. Nằm đó đi khuyết cùng cha ta có giao tình tâm đầu y hợp, hai lần cứu tính mạng cha ta, lần này ra tay là trả nhân tình, cũng không phải bất mãn bộ tộc đấu chiến thanh viên. Hoàng Kim vừa rung rẩy vừa lên tiếng. Đúng lúc này chiến trường vực ngoại lại xuất hiện một bóng người, phi thường mơ hồ khó có thể thấy rõ, Lời nói cổ xưa tăng thương. Tộc của ta đem cổ hoàng binh cho công trụ mượn cũng là trái nhân tình của đế khuyết, xin thánh dừng thứ tội, tộc ta nguyện trả giá." Bốn người mới xuất hiện nói, lại là một vị đại thánh. Đại thánh của cổ tộc gần như sắp đến đủ, sưng sững chiến trường vực ngoại, hướng về đấu chiến thánh vương cầu tình. Đế khuyết năm đó ngạo thế, tuyệt diễm cổ kim, có thể sánh vai cùng đấu chiến thánh hoàng, tạo nên uy danh hiển hách đối với một số hoàng tộc đều có đại ân Hội sinh thánh vương lưu tình để tranh vạn tộc đại loạn cùng lúc lại có vài bóng người già nua xuất hiện mọi người trên mặt đều rất rung động mấy người này tuy rằng không phải đại thánh nhưng cũng là lão tộc trưởng của mấy đại hoàng tộc thân phận cao dọa người những người này ra mặt điều đình sở đố chiến thánh vương giận dữ tấn công hoàng kim tộc xưa nay hoàng tộc rất ít khai chiến nhưng một khi đánh thiên địa sẽ lật ướp Lão Hậu tử cũng đủ cường đại, nhưng là có hai đại hoàng tộc tham dự vào trong cái trận chiến này cung cấp cổ hoàng binh, nếu thực sự làm lớn chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại chiến ngừng lại, nhiều người như vậy chạy tới, có người của Hỏa Lân Động, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn, cũng có người mang đến cổ hoàng binh, không thể không tạm thời ngừng lại. đấu chiến thánh vương thần sắc lạnh lùng, cầm ba kiện cổ hoàng binh bể nghĩa mọi người, rồi sau đó nhìn về phía của Hoàng Kim Vương, nói người trả giá bao nhiêu để bảo mệnh ta hoàng kim vương khó xử sắc khí của hậu tử ập tới đây là muốn đem gã chém giết mà cái cảnh giới chúng ta đây thiếu nhất chẳng qua là một cái mạng nếu ta có thể giữ mạng tự nhiên phải trả giá cái mạng này nguyễn đưa lên một lọ thần túy tổ tiên ta tích lũy hoàng kim nói ra mọi người đều chấn động đấu Độ chiến thánh vương cũng không nói gì nhìn thẳng công trụ ánh mắt hiếp người ba kiện đế binh dơ lên hậu thánh vương hạ thủ lưu tình có người khuyên can hậu tử công trụ cũng kêu to đấu chiến thánh vương chân mày dựng ngược đánh mạnh về phía trước hoàng uy đánh bay mọi người ra ngoài công trụ đại thánh phát ra một tiếng hét thảm đầu bị thần thiết bậu đen đánh cho ngàn vạn hoa đầu nở trong cơ thể gã có cổ hoàng binh cũng không thể bảo vệ được Ba thánh viên màu vàng cùng ra tay, đạo hạnh vận chuyển tới tuyệt đỉnh, thúc giục ba kiện đế binh đồng loạt hạ xuống, đương thời ai có thể đỡ nổi. Cho dù là thần linh chuyển thế cũng phải nuốt hận nữa. Cung trụ đại thánh xương sọ vỡ vụn, máu tươi cùng ốc bắn rất cao, màu đỏ và màu trắng hỗn hợp như là một mảnh hoa đào nở rộ. Một tiếng kêu thê lương xuyên qua vầng trời hắc ám truyền tới mặt đất, khiến chúng sinh đều sợ rung, một thế hệ đại thánh ngã xuống, máu tươi vãi ra. Cho dù trong cơ thể có cổ hoàng binh cũng khó có thể nghịch chuyển, ba hoàng binh đồng loạt tới, kết cục sớm đã định rồi. Trong mấy người mạnh nhất đương thời, cho dù một miếng xương trắng đều là chí bảo, có thể luyện thành thánh khí tuyệt thế, nhưng mà cái gì cũng đều không còn sót lại. Dưới công kích của đế binh, công trụ, cả người đều vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe rồi sau đó bắt đầu thiêu đốt, trở thành một cái nhúm tro tàn, hình thần đều diệt mấy vị lão tộc trưởng của hỏa lân động nguyên thủy hồ huyết hoàng sơn chạy tới đều toàn bộ biến sắc há miệng lại khó có thể nói nên lời đấu chiến thánh vương trước quyết đoán sạch sẽ lưu loát cướp trước một bước đem cung trụ giết chết mạnh mẽ tạo thành sự đã rồi ai có thể đi nói lý lẽ cho một người đã chết được nữa đinh đinh đang đang tiếng lục lạc dễ nghe vang lên một đoàn hào quang từ trong hư không mai một vọt lên đây là cực đạo cổ hoàng binh trong cơ thể cung trụ ngày nay hiện ra là giảng long linh trung vực mọi người sợ hãi quả nhiên còn liên quan đến một thái cổ hoàng tộc uy thế ngập trời khác nữa là cổ hoàng binh của giảng long sậu đây là một kiện binh khí kỳ quái từ một chuỗi lục lạc thần màu tím xỏ cùng một chỗ mà thành giống như là một con chân lông màu tím mỗi một cái lục lạc tía đều như là một đốt xương rồng tiên quang chảy xuôi có thể trấn áp chín tầng trời mười tầng đất tiếng chuông đinh đinh đang đang như tiếng trời Mặc dù cách nhau vô cùng xa xôi, thanh âm đều truyền tới mặt đất, khiến thần hồn người ta như muốn xuất hiếu Đấu chiến thanh vương tay cầm thần thiết của màu đen suýt nữa nện xuống, mà một đạo thương khác tay cầm hạng ma sử cũng gần như ra tay. Xoạt! Tử kim vạn long linh lay động, chớp mắt liền biến mất, phá vỡ vùng trời, chìm sâu vào trong bóng người mơ hồ đứng sừng sững trong đạo ngưng ở xa xa. Đây là đại thánh của vạn long sầu Đấu chiến thanh vương chung quy cũng không ra tay cướp đoạt, bởi vì trong cổ hoàng binh đều ẩn chứa thần linh là cấp bậc đại đế cổ hàng phục không được với ba kiện cổ hoàng binh trấn áp nhất thời trấn áp không được một đời mạnh mẽ giữ ở bên người tức sẽ có hỏa sát thân Vầm trời im lặng ai cũng không nói gì cung trụ đại thánh bị đánh chết đã thành sự thật rồi đỗ chiến thanh vương thì thân sắc hờ hững ngày nay ông ta không chỗ nào sợ hãi nữa ba hoàng binh ở trong tay nảy lộn ác độc tiêu diệt một hoàng tộc cường đại đều không thành vấn đề Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào lúc này. Ông ta tự nhiên hiểu được tâm tính của những người này. Có người thì muốn lên mặt ra vẻ, mà có người thì trước đây giấu mặt, lại muốn nhìn xem thử ông ta với cung trụ đạo hạnh chân thực như thế nào. Đương nhiên cũng có người thực sự suy nghĩ vì đại cục, không muốn xin linh đồ thắng. Thanh Dương hẳn là bất giận được một chút rồi hả? Lão tộc trưởng của Hỏa Lân Động nói, Chúng ta lộ diện quá sớm cũng không được Khẳng định là không có tác dụng gì Còn không bằng để cho các ngươi chém giết một phen Phát tiết một ít oán khí ở trong lòng Lão tộc trưởng của huyết hoàng sơn lên tiếng đấu chiến thanh vương cũng không nói gì Nhìn thẳng hoàng kim vương Ba kiện đế binh chỉ vì phía xa xa phía trước Sắc ý không giảm Không khí khẩn trương Mọi người đều biến sắc Ba con thánh viên màu vàng hiện tại không phải là Phật từ bi Cầm ba kiện cổ hoàng binh mà đứng Ai cũng kiên kỵ thánh vương đón lò buông tha cho hắn một cái mạng đi Hùng thác đại thánh nói hoàng kim vương sắc mặt tái nhợt cùng trụ chết ở trước mặt của gã khiến trong lòng gã rung động mồ hôi lạnh toàn thân nắm chặt hoàng kim giảng hoàng kim vương ngươi không phải nói là muốn lấy thần thủy đổi mạng hay sao Cũng không mau đem thần thủy ra đi lão tộc trưởng của nguyên thủy hồ nói hoàng kim vương cắn răng vận chuyển vô thượng huyền công mở ra tiểu thế giới bên trong cực đạo hoàng giảng đây là không gian trấn áp thiên trân của tộc một cái bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay của gã dài hơn nửa xích mở nắp bình lưu quang tỏa ra mùi thơm khiến cho mấy vị đại thánh và lão tộc trưởng đều thần sắc chấn động toàn thân thư thái giống như muốn cưỡi án phi thăng đây là tuyệt thế thần tuỷ mà bọn họ đều ngạc nhiên thán phục bình thần tuế này là quý hiếm của tộc ta hiện giờ có thể vì đại thánh kéo dài sinh mệnh một ngàn năm Hoàng Kim Vương chua xót nói Lấy bình này ra còn khó chịu hơn so với giết gã Đây là thần vật mà gã chuẩn bị để dùng lúc đột phá cửa ải Là thiên trân tổ tông tích lũy xuống Ngày nay lại phải chấp tay tặng cho người Vốn gã chỉ muốn lấy ra một nửa Tặng đi 500 năm thọ mệnh Không nghĩ tới hậu tử trước mắt liền muốn giết gã Đành phải đem cả bình đưa ra Thế gian này kéo dài sinh mệnh có duyên gặp không thể cầu nhất là những người cấp bậc đại thánh mà nói cho dù là bảo dược luyện chế trăm lần cũng vô hiệu bình thần tuổi này có thể vì đại thánh kéo dài sinh mệnh một ngàn năm có thể nghĩ mà biết giá trị của nó mặc dù mấy vị lão tộc trưởng và đại thánh đều có chút đỏ mắt tới cảnh giới bọn họ sớm đã già sắp xuống lỗ rồi người nào không cần thọ nguyên chứ mấy người này cũng không có bao nhiêu năm để sống sinh mệnh là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản con đường tiến lên tiên lộ của bọn họ Soạt. Đấu chiến thanh vương vẫy tay một cái, trong nháy mắt đem bình thần tủy thu lấy, trấn áp vào trong thần thiết cung màu đen, biển cho tinh khí xối mòn. Tặng ra cái bình tiên trân này, hoàng kim vương như bị rút đi một thân sức lực, tương đương với lấy đi nửa cái mạng của gã rồi. Tinh thần uể oải không phấn chấn, tim đều đang nhỏ máu. Cả đời của gã bây giờ đều chỉ có thể dừng ở đây, khó có thể tiến thêm. Trong khi đấu chiến thanh viên lại bởi vì vậy mà có thể sống thêm ngàn năm, tiên lộ càng trống trải, Chùa sót vô tận hoàng kim vương thu hồi cực đạo hoàng giảng như lập tức già nua hơn một ngàn tuổi đây thực đúng là tự ăn quả đắng mà đấu chiến thánh vương không hề nhìn gã thêm một cái nào chân thân cùng hai đạo thân cầm ba kiện cổ hoàng binh ép về phía đại thánh của vạn long sào vẫn là một lời không nói thôi vậy tuy rằng là trả đại ân của đế khuyết nhưng trung quy làm hại thánh vương gặp nguy hiểm tộc ta tự nhiên cũng muốn trả giá vậy đại thánh của vạn long sào nói gã đứng giữa đạo ngưng bóng người mơ hồ trong lòng bàn tay chợt lóe hào quang xuất hiện một gốc cổ dược vương cao tới nửa thước toàn thân như mặt ngọc khắc thành mùi dược hương ập vào trong mũi đó là dược linh sinh trưởng mười mấy vạn năm mấy người cả kinh kêu lên dược vương hiếm thấy đương thời khó tìm đây là một gốc từ thái cổ phong ứng lại theo lẽ thường mà nói cổ dược sinh trưởng tám chín vạn năm mới có thể liên quan đến một chữ vương lại khó có thể sống qua cửa ải mười vạn năm này Loại dược dương này có thể kéo dài sinh mệnh ba bốn trăm năm. Đỗ Chiến Thanh Vương vừa nghe, tiên quan mở ra giam cầm lại, đồng dạng phong ứng vào trong thần thiết cung màu đen. Bên cạnh, mấy vị lão tộc trưởng thèm thuồng nhìn nhau. Trong mắt nóng bỗng vô cùng, bọn họ đều đã sắp tỏa hóa rồi. Thần dược bậc này đối với bọn họ mà nói chính là cỏ cứu mạng xứng với cái tên. Đỗ Chiến Thanh Vương một trận chiến rung thiên hạ, không chỉ đánh chết cung trụ đại thánh còn có thể sống thêm hơn 1.003, 1.400 năm nữa, khiến cho người hâm mộ và cảm thán. Đấu chiến thánh vương không tiếp tục ra tay liên quan đến hai đại cổ hoàng tộc, mà người đến hòa giải cũng không phải là đèn cản dầu, cho nên trong lòng ông ta cũng có phần kiên kỵ. Vạn tộc cao thủ như mây, mặc dù truyền ngôn chỉ có mấy vị đại thánh, nhưng mà cao thủ các đời cho tới bây giờ đều ẩn nấp không ra, không chứng đạo thành hoàng, ai cũng không dám nói thiên hạ vô địch. Nói không chừng một ngày nào đó liền có thể nhảy ra một vị chuẩn đế không ai biết đó chứ. Đây là một đại thế, dạng tộc cộng sinh, chúng ta chờ đợi chẳng qua là đường thành tiên mở ra, mong được tiến vào tiên vực, mong các tộc đều dừng lại đi. Hùng Thác Đại Thánh nói, Nói cũng đúng, dù tận năm tháng trước đây, thổ tiên chúng ta tự tin vượt khác tiến vào chiên cổ trên này, tất cả những gì đã làm còn không phải vì hai chữ thành tiên hay sao, Đáng tiếc mà. Một vị lão tộc trưởng cảm khái nói, bọn họ cũng không phải là dân bản địa, vạn tộc đều từ tinh vực bất đồng mà tới. Nằm đó tổ tiên chúng ta suy diễn sai lầm, bỏ lỡ đường thành tiên, đem hy vọng đặt trên người của chúng ta. Hy vọng cử tộc phi tiên, chớ để lúc này chiến hỏa liên miên như vậy. Đại thánh của vạn lung sào gật đầu. Người không phạm to, ta, ta tự nhiên sẽ không động căng qua. Đối chiến thanh vườn ngắn gọn hữu lực Những người khác đều gật đầu Tộc đấu chiến thánh viên từ đây bỏ qua là tốt nhất Bằng không thực đúng là sẽ có phiền toái Không ai nguyện trêu chọc cái tên hậu tử này Một cái chân thân Hai cái đạo thân Ba kiện đế binh Ai chống lại gã đều phải học máu mà Mà tính ngưỡng lực của tu di sơn như đại dương vậy Ai có thể tấn công lên đây Lão hậu tử này bây giờ đã là chủ nhân nơi đó Đã là tiên thiên, thiên bất bại rồi Với phong dung lần này tan hết đi Như thế nào hôn thác đại thánh nói đấu chiến thánh viên gật đầu nói không thành vấn đề các người đợi một lát đã ta đi đem bác bộ thần tướng giết cho sạch sẽ miễn cho ngày sau bọn họ tiếp tục làm loạn làm phải triệt để vút một tiếng ba thánh viên màu vàng từ chiến trường thiên ngoại biến mất hôn thác đại thánh một trận không nói gì mấy người khác đều ngẩn người rồi sau đó cùng nhau kêu to Họ thú lưu tình trung vực ngoài chân hiền thành một đám cường giả cổ tộc đều rung động bọn họ thông qua thông thiên pháp nhãn thấy được hết thảy ở vực ngoại bác bộ thần tướng sắc mặt trắng bệt, ai nấy đều cảm thấy tận thế tới rồi mấy vị tổ vương gia độ phát rung cung trụ đều đã chết bọn họ làm thế nào bây giờ đây hùng thác đại thánh ra mặt điều đình vừa rồi bọn họ còn ôm hy vọng cảm thấy có thể sống sót nhưng lúc này nhìn thấy đấu chiến thánh vương sớm đã có quyết định ai cũng không nể mặt cũng giống như lúc trước một cung đập chết cung trụ Lúc này ông ta lau xuống là một tạo sự đã rồi, trước ra tay diệt trừ bọn họ rồi nói sau. Mọi người đều chỉ còn một ý niệm là trốn. Căn bản không cách nào chống lại, chẳng lẽ đợi một vị đại thánh cầm đế binh tới gạt bỏ từng người bọn họ hay sao? Nhưng mà bọn họ hoảng sợ, ngoài chân hiền thành có tuyệt thế đại trận, thần tâm công chúa đã sớm có chuẩn bị rồi, dùng thần trận vây khốn nơi đây lại rồi. Bác bộ thần tướng kinh sợ, tất cả đều kêu to, như thế này tương đương chặt đứt đường sống mà. Đấu chiến thánh vương tới cực nhanh, ngay lập tức buông xuống. Hạng ma sử đảo qua phía trước, Phật quan chiếu khắp, máu thịt bay tứ tung, mảnh xương văng khắp nơi. Hộ vệ bác bộ thần tướng đều kêu to, chết thành mảng. Cho dù là mấy vị cổ vương cũng trốn không thoát, dưới binh khí của A Di Đà Phật đại đế chỉ có thể hét lớn một tiếng, hóa thành máu và bụi bặm. Cao thủ vạn tộc đều câm như hến, không ai dám nhiều lời. Đấu chiến thanh vương mặc dù đã thành Phật nhưng mà tính cách vẫn là như cũ, khí phách mà cuồng giả khí phách quét ngang thái cổ vẫn còn đó hậu duệ bác bộ thần tướng kêu to lại không thay đổi được cái gì không ai có thể ngăn được một đòn của đối chiến thánh viên mà thần tạm công chúa cũng ra tay nói ta nói rồi từ hôm nay đời sau không còn bác bộ thần tướng ta nói được là làm được máu nhuộm trời cao cao thủ các tộc đều ngậm miệng không ai dám nhiều lời càng không nói đến can thiệp trận chiến này bác bộ thần tướng bị xóa tên. Trừ khi tổ tiên các ngươi sống lại, thần tướng chân chính trở về, bằng không các ngươi cũng chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay của người khác thôi, làm hỏng thanh danh thần tướng ngày xưa. Thần tạm công chúa nói, Ngân Nguyệt Thiên Vương chạy, mấy vị tổ vương cười nhạo đấu chiến thánh phật sẽ chết trận, hóa thành cạn bã cũng bỏ chạy. Bọn họ vào lúc công trụ không địch lại đã rời khỏi nơi đây rồi. đấu chiến thánh vương trực tiếp xé rách không gian mà đuổi theo, sau nửa khắc liền bắt tất cả bọn họ trở về. Trước khi lão hầu tử đi thiên ngoại quyết chiến đã để lại dấu ấn trên người bọn họ, chạy tới chân trời gốc biển đều vô dụng trừ khi rời xa viên cổ tinh này. Đại thanh tộc đấu chiến thanh viên sinh tự mới làm đầu. Một thanh âm già nua kêu lên. Lão hầu tử một tay hạ xuống, ngân nguyệt thiên vương bị giam cầm trở thành một đoàn sương máu, hình thân điều diệt, xóa tên trên cõi đời. Hôm trưởng ta từng khích lệ thiên phú tu đạo của ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta cũng tán thành ngươi. Thánh viên màu vàng nói xong câu đó, liền đánh chết tươi ngân nguyệt thiên vương, trở tay đập chết, máu tươi chảy đầm đìa, một thiên kiêu của cổ tộc ngã xuống. Nhưng mã của vạn tộc các bộ đều lạnh từ đầu cho đến chân, nhân vật kinh diễm như ngân nguyệt thiên vương này không lâu tương lai rất có khả năng sẽ trở thành đại thánh, cứ như vậy mà bị giết rồi. Phúc! Cùng lúc thánh viên màu vàng phước ngón tay về phía trước vài tên tổ vương khác đều kêu to hóa thành một mảng mưa máu toàn bộ mất mạng không ai sống sót họ thú lưu tình thanh âm già nua của mấy vị lão tộc trưởng hỏa lân động huyết hoàng sơn quanh quẩn nhưng lại cũng chỉ có thể đuổi kịp mà nhìn thấy cảnh tượng máu tanh thì sự đã rồi rồi đấu chiến thánh phật rất quyết đoán đem những người đi theo cung trụ đại thánh giết cho sạch sẽ không ai sống sót chỉ còn một mảnh sương máu lượn lờ Ngoài chân hiện thành, mọi người cảm giác áp lực tăng vọt, thở mạnh cũng không dám. Đây là một kết cục nhậm máu, gõ hội chuông cảnh báo đối với rất nhiều người. Thắng Phật xuống tu di sơn, không có tự bi, ra tay sắc bén, quét ngang chư địch. Mấy vị lão tộc trưởng của hoàng tộc trinh tráng gân xanh nổi lên, nhưng mà đến lúc này rồi, nói thì đều đã muộn. Chuyện đã xảy ra chẳng lẽ còn đi trách cứ đấu chiến thánh Phật sau, làm chuyện vô bổ mà hoàng đạo tranh hùng các lỗ anh kiệt ra tay đối với tiểu điệt nhi của ta ta cũng không so đo nhưng mà nếu thân là cổ vương cấp thánh không để ý thân phận ỷ lớn hiếp nhỏ lấy thế bức người ta đây cũng chỉ có thể noi theo đấu chiến thánh phật nói sau khi mọi người nghe xong đều hiểu ra hết thể điều mà đấu chiến thánh phật làm chẳng qua là vì bảo hộ tiểu điệp nhi của ông ta mà thôi đây là tiến hành chấn nhiếp gõ chuông cảnh báo đối với tổ vương nhiều năm qua như vậy, đối chiến thánh Phật cũng không quản sinh tử của gã. Đó là chưa đến lúc. Hôm nay tổ vương nhúng tay, ông ta liền xuống tu di sơn. Đối chiến thánh Phật cương đại lại như vậy, đem cung trụ đại thánh đều trấn giết, ai còn dám chọc vào. Thánh hoàng tử sau này tuyệt đối không người dám khi dễ. Tộc đối chiến thánh Phật ngày nay chỉ còn lại có hai vị tộc nhân, nhưng cũng là hoàng tộc của một tộc không thể trêu chọc, xếp trong hoàng tộc mạnh nhất. Hoàng tộc cường đại mà chỉ có hai người, Ai... Rất nhiều người trong lòng đều thở dài Bộ tộc này thực sự là quá mức cường đại mà Mặc dù nhân số rất ít Nhưng mà sừng sững không ngã Ta cũng không hy vọng có cổ dương cấp thánh Cười hơn đối với bằng hữu của tiểu được như của ta Đối chiến thánh Phật lại nói một câu Nhìn quét về phía Diệp phàm và cơ tử Những lời này vừa ra Tương đương với cho bọn họ một lá bùa hộ thân Đối chiến thánh Phật lên tiếng Đó là một đạo pháp chỉ không thể làm trái mới vừa giết chết cung trụ đại thánh xong nên không ai dám không nể mặt mà đi tìm đám người dịp hàm gây phiền toái cả trận chiến ngày hôm nay đủ để chứng giúp thiên hạ Hãy xin các vị đạo huynh đến thần tàm lĩnh một chuyến nha lão tộc trưởng của thần tàm tộc mời đấu chiến thánh phật hồn thác đại thánh hoàng kim vương đại thánh của vạn long sào vân vân được lắm tao đang có ý này hồn thác nói những lão tộc trưởng của hỏa lân động nguyên thủy hồ huyết hoàng sơn cũng đều gật đầu đồng ý hôm nay giống như đánh vỡ trời bác bộ thân tướng bị diệt toàn bộ cung trụ ngã xuống đây là chuyện lớn lục hợp bắc hoang đều phải chấn động các đại nhân vật sừng sững tuyệt đỉnh khẳng định ngồi xuống mà bằng đối chiến thánh phật thì thu hồi đế binh pháp tướng quay về một thân cùng với mấy vị đầu sỏ rời đi thông thông thánh hoàng tử kêu lên Đừng ngươi đi giữ qua hoàng đạo thiên ngân của phụ thân ngươi Thúc thúc già rồi, thời gian không nhiều Sẽ tận lực quét dọn một ít chương ngại cho ngươi Lão hậu tử ngầm truyền âm Mang theo một tia già dạ nua và vẻ mệt mỏi Thánh hoàng tử nghẹn ngào Thắng phận thiết huyết giết chóc là vì gã mà chấn nhiếp Thúc thúc, mau dùng thần tuỷ đi Những chuyện đó sau này rồi nói Lão hậu tử cùng mấy vị đầu sỏ biến mất ngoài chân hiện thành một mảnh yên lặng một lát sau đột nhiên sôi trào mấy vị đầu sỏ đã biến mất mọi người không hề cảm thấy áp lực như vậy nữa cường giả các tộc đều thở phào một hơi thanh âm ồn ào hôm nay đã xảy ra đại sự bậc này đối với rất nhiều người mà nói như là một cảnh tượng hư ảo đỉnh trước thiên hạ sẽ nhốn nháo công chủ đại thánh đã chết rồi sống qua thái cổ lại không ngăn được đấu chiến thánh dương thanh toán một dấu chấm hết cho bức tranh một hồi ân oán cũ thái cổ ngon Hồi đó chứng thánh phật cường đại Vẫn có khí phách như thời đại thái cổ vậy Ẩn cư tu di sơn nhiều năm Vừa về tới dạng tộc liền giết chết đại địch Quét ngang bác bộ thần tướng luôn Hoàng tộc thần tâm lĩnh Huyết hoàng sơn đều tan Mấy đại vương tộc khác cũng lần lượt trời đi Hôm nay đã xảy ra đại sự bậc này Thủ lĩnh các tộc đều phải cân nhắc một phen Đám người dịp phàm Thánh hoàng tử, cơ tử cũng đều rời đi Không cần ở lại lâu tại cái vùng đất thị phi này Đi vào vực môn biến mất trong thiên địa một trận đại chiến từ đây hạ màn mà thiên hạ lại không bình tĩnh tin tức truyền đi các nơi rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận thiên hoàng tử đã chết tuy nhiên là ngồi nổ của ân oán cũ giữa đại thánh là một lời dẫn mà thôi bởi vậy bắt đầu một đại loạn ai cũng không nghĩ tới sẽ kịch liệt như vậy các nơi thiên hạ đều không thể bình tĩnh cho dù không lan đến gần nhân tộc nhưng vẫn khiến phần đông tu sĩ khó có thể bình tĩnh trận chiến đại thánh ở vực ngoại trên đời khiếp sợ đấu chiến thánh phật có qua dũng mãnh rồi, không hổ là thân đệ đệ của thánh hoàng cổ nha là cao thủ tuyệt thế đó ở trong trận chiến này được thể hiện tốt nhất quyết ngang chư địch hùng thị thiên hạ mà ảnh hưởng của trận chiến này vượt xa tưởng tượng của mọi người ngay cả địa khu xa xôi nhất đều đàm luận càng là truyền tới hải ngoại thiên hạ này muốn loạn rồi đường thành tiên sắp mở ra không chừng sẽ nhảy ra một ít quái vật chư thánh vật ngoại phóng trận cũng sắp tới rồi không riêng vì nhân tộc lo lắng, ngay cả cổ tộc cũng đang mật nghị. Ở đại thế này hết thảy đều có thể phát sinh, hôm nay có thể chết một vị đại thánh, ngày mai có thể sẽ tuyệt diệt một đại hoàng tộc. Đường thành tiên mở ra, một cái đại thời đại không thể tưởng tượng sắp tới. Thế giới này đều sẽ không yên bình, tràn ngập không biết trước được. Nam vực, quảng hàng khuyết, tiếng đàn du dương, tiếng ca êm tai đây là một tòa điện phủ xanh vàng rực rỡ đặc biệt mờ ảo dưới ánh trăng mông lung tương tự diệu dục am quảng hàn khuyết là một nơi trăng gió của đông hoang cũng là một loại truyền thừa cổ xưa sau trận chiến dịp hàm thánh hoàng tử cơ tử trở lại nam vực toàn thân đều thả lỏng đi lên quảng hàn khuyết mà uống rượu không liên quan đến trăng gió không có nhu cầu thần kinh căng thẳng đã thả lỏng bọn họ nâng chén nhâm nhi trận chiến này liên lụy rất là rộng bởi vì bọn họ dựng lên do đấu chiến thánh phật kết thúc nói thiên vực, nói thiên lộ xưa nay trên chiến đại đế đều thành không hát hoàng dùng sức gõ một cái trống lớn nó hoàn toàn uống nhiều rồi vừa khóc vừa cười vừa hát một con chó lớn không nghiêm chỉnh khóc sướng khiến cho người ta ngạc nhiên rồi sau đó một trận yên lặng từ xưa đến nay những gì tu sĩ làm ra mục đích cuối cùng chính là thành tiên nhưng lại có ai làm được không thể biết tám giận năm trước dù thủy đại đế mạnh mẽ mở cửa tiên dược sau Diệp Hàm hỏi Ta không biết nữa Hát hoàng vô cùng thương cảm uống say khước Trong mắt nó lộ ra vẻ thê lương Mấy người đều say cả rồi Thời điểm đó ta bị phong ở trong thần nguyên Thật không biết xảy ra chuyện gì Cái ngày đó là đột nhiên như vậy Hát hoàng trầm thấp nói Dầu thủy đại đế cường thấy vô địch cỡ nào nhưng mà hắn cũng có một ngày già đi Từ hắn xuất thế đến bại hết chư địch Quyết ngăn cấm địa sinh mệnh Mấy dạng năm trôi qua Người dù cường đại cỡ nào cũng không ngăn được năm tháng mà Hát hoàng càng ngày càng thương cảm Chân tình biểu lộ Có nước mắt lăn xuống kể ra việc chung ở trong lòng Trong thiên địa này Không có ai có thể phong được đại đế Ta ở trong thần nguyên trơ mắt Nhìn hắn chậm rãi già đi Hát hoàng mang theo không cam lòng dùng lực dốc rượu vào trong miệng. Đó chính là vô thủy đại đế nha, cả đời vô địch, quyết ngăn chín tầng trời, mười tầng đất. Xưa nay vô địch, nhưng mà kết quả cũng không thể ngăn được thời gian đánh vào, trở mắt nhìn hắn đi vào tuổi già. Trên đời có thần nguyên nhưng lại không thể làm chậm sự già đi của thân thể đại đế. Đế huyết quá cường đại, căn bản không thể phong được. Các người có biết hay không? Hắn là vô thủy đại đế Người xưa nay kinh diễm và cường thế nhất á. Hắn lại cũng có ngày già đi Hát hoàng thống khổ kêu lớn Không thể tiếp nhận hết thảy Nó đi theo vô thủy đại đế Bị phong ứng trong thần nguyên Chính mắt nhìn thấy hết thảy Nhìn thấy cường giả đệ nhất thiên hạ tuổi già Khiến trong lòng nó đau buồn thống khổ Nó khóc lớn Chân tình biểu lộ Nó chỉ là một con thú thường Vô thủy đại đế thấy nó sắp chết đói mà thu nuôi mang theo bên người khiến nó trưởng thành tới một hoàn cảnh khó tin như vậy. Vu Thủy Đại Đế đối với nó mà nói giống như người thân, cha mẹ, cảm tình sâu đậm khó có thể nói rõ. Nó say, nó thì thào kể lại, nói rất nhiều chuyện cũ không muốn người biết. Tám vạn năm trước, cổ thiên thư tới, tiến vào tử sơn. Vu Thủy Đại Đế phong nó vào trong thần nguyên, khiến cho nó đợi tới kiếp này, mong nó có thể tân sinh tiến vào tiên vực. Cũng là tám vạn năm trước, Vô thủy đại đế sinh mệnh không nhiều Sống mấy vạn năm cuối cùng tới thời gian cuối cùng Anh để ta chìm vào ngủ say Khiến cho cổ thiên thư cũng hôn mê Cùng đi nghịch thiên một chuyến Ta không biết hắn thành công hay không nữa Hắc hoàng lẩm bẩm Sau đó trên đạo đài thực lớn kia Chỉ để lại một cái nhúm ro tàn Nó cùng cổ thiên thư đều sinh ra dự cảm không tốt Trong lòng tuy có chợ mông Nhưng cảm thấy kết quả có thể lại rất tàn khốc dịp phàm cơ tử có thể từ trong lời nó làm ra phán đoán đại hát cẩu trong lòng bi quan chiếm đa số chỉ là ngày thường không thổ lộ ra mà thôi trong lòng dịp phàm than thở dù chưa ra mắt vô thủy đại đế nhưng mà từ các loại truyền thuyết biết được rất nhiều cho hắn ấn tượng là vượt qua thần minh không gì không làm được cái gì đều cũng có thể làm nhưng một vị đại đế vĩ ngạn như vậy cũng có một ngày già đi khiến cho hắn không thể biết được ai có thể thực sự trường sinh bất tử Đại đế người quá mạnh, vĩnh viễn không chịu cúi đầu, có lẽ có biện pháp sống sót nữa, mà lại kiêu ngạo bất khuất, nói khinh thường kéo dài hơi tàn, phải bằng vào tư thái mạnh nhất tiến vào tiên vực mà, <laughs> ta lại không còn gặp lại người rồi. Hát hoàng rơi lệ, diệp hàm, cơ tử, thánh hoàng tử đều chấn động, tất cả đều nhìn chăm chăm vào nó. Giọng tiên lộ, giấc mộng thê lương, đầu bạc rối tung, biển biết trời xanh khô muôn đời ba mươi để bao nhiêu thánh hiền trong bụi bặm hắc hoàng trống lớn đây là một thịnh thế trước nay chưa từng có đường thành tiên sắp mở ra sắp tới rồi còn đường phía trước không biết như thế nào ai cũng không rõ sắp sửa phát sinh ra cái gì diệp hàm cùng thánh hoàng tử đều rung động ở trong lòng nghe ý tứ của hát hoàng thì dường như có cá biệt đại đế còn sống đây là thực chăng hắc hoàng lời ngươi nói có phải là thật không vậy Đại đế cổ cũng có người còn sống hả? Diệp Hàm dùng dập hỏi. Đều đã chết rồi, không một ai sống sót hết. Hát hoàng ảm đạm, dùng sức lắc cái đầu to lớn, dốc rượu vào trong miệng. Vậy giờ rồi ý của ngươi nói là cái gì? Thánh hoàng tử liếc xéo nó. Thế gian dù đây ý tứ của ta chính là đại đế chân chính đều đã chết rồi. Nó gầm nhẹ, rồi sau đó phịch một tiếng ngã lăn quay, ôm vào rượu mà say ngất đi. Dịp Hàm Thánh Hoàng Tử hai mặt nhìn nhau, thực sự không có cách nào với nó cả. Xoay người nhìn phía cơ tử, hỏi gã bởi vì đây là một đế tử chân chính. Cơ tử không hay nói nhiều, vẫn một mực tự uống, như là cùng cả thế giới không hợp. Tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, rất khó đem gã cùng với con của hư không đại đế liên hệ cùng với nhau. Ta rất sớm đã bị phong ấn, đối với hướng đi của phụ thân làm sao biết được chứ? Cơ tử nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sao đầy trời, Giả làm như muốn nhìn phá vầm trời Hắn sẽ tán thân ở trong hư không vô ngần Ngay cả huynh trưởng của ta cũng không thể vì hắn mà tiễn đưa Ngày nay không phải là một khối thi thể lạnh băng Trôi nổi trong vũ trụ hắc ám Thì là đã hóa đạo thành tro tàn rồi Cơ tử bình tĩnh nói Quảng hàng khuyết treo giữa không trung Ánh trăng chiếu xuống mông lung mờ ảo Địa phương này thật yên lặng và mờ ảo trong tiếng ca điệu múa diệp phàm cùng thánh hoàng tử cơ tử uống không ít rượu rất nhanh thả lỏng ngủ say sau nửa đêm mọi âm thanh đều chìm xuống ta muốn tiên vào tiên vực đi tìm vô thủy đại đế đêm khuya yên tĩnh hắc hoàng nghiến răng thì thào nói mê tiền thiền thánh thể đạo thai nhất định phải tới trên đời này đại đế nói truyền nhân của người chỉ có thể là loại thể chất này ta muốn để ra xuất hiện ta muốn sống lại đại đi. hắc hoàng cắn răng nói loại nói mớ này làm cho người của quản hàn khuyết đều ngẩn người và sợ hãi sáng sớm một tia sáng mờ chiếu rọi xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong đại điện mấy người đều mở mắt ra hắc hoàng đêm qua ngươi nói di Phạm muốn tiếp tục truy hỏi Bảo hoàng nói gì hả cái gì cũng đều không có nói hết á đại hát cậu trở mặt mà cãi dường như thay đổi một người khác vậy ngươi còn muốn nuốt lời nói trong đêm hả dịp hàm trừng mắt tiểu tử nè thiếu nợ trả tiền ngươi đợi ta tiên thiên thánh thể đậu thay lúc nào trả lại chứ. để hát cậu trừng mắt chuông đồng hỏi dịp hàm cho nó một chưởng thứ vô liêm sĩ này hoàn toàn hỏng rồi thương cảm cùng u sầu toàn bộ ném lên chính tầng mây cả rồi thiếu nợ phải trả thiên kinh địa nghĩa Hát Hoàng nghe răng nói, rồi sau đó đột nhiên như nhớ ra cái gì, nhảy thật cao, rồi nói. Không rồi, bỏ lỡ một hồi đại cơ duyên rồi, nhanh đi nhìn xem còn kịp hay không. Chuyện gì? Ngay cả cơ tử đều lộ ra dĩ sắc. Thiên hoàng tử đã chết rồi, bác bộ thần tướng bị dị toàn bộ, đi soát cái ngọn núi mấy vị tổ dương kia bấy quan. Hát Hoàng bố trí trận đài, nhanh chóng mở ra vực môn. Mấy người giật mình, thật là có thánh tàng có thể tìm ra, lập tức tất cả đều bước vào vực môn, rất nhanh từ địa phương này biến mất. Bắc vực, đất chết mênh mông, bọn họ đi tới nơi hành cung của bất tử thiên hoàng, lần này mục tiêu là mấy ngọn núi chính ở chung quanh. Con bà nó chứ, đã tới chậm rồi, địa phương này bị người ta đào ra rồi, sở lông cũng không còn mà. Hát hoàng tức giận, vài ngọn núi chính đều có người ghé thăm, quả thực là đào sâu ba thước, không một ngọn cỏ, quét sạch sẽ. Giống như trộm mộ vậy, có nhiều hầm ngầm như vậy, Diệp Phạm cũng không có lời nào để nói Đây giống chính là dùng thủ pháp trậm mộ đột phá dạo Dùng thông thiên ba quán mở đường Là cái tên đoạn đức chó chết kia Đại hát cổ tức giận Diệp hàm cũng ngẩn người Đoạn mập mạp thật đúng là không đâu mà không vào được Nơi nào mà có bảo tàng Thì nơi đó có cái bản mặt của gã Phản ứng cũng quá nhanh rồi Cuối cùng bọn họ ở sâu trong dãy núi Nhìn thấy một khu nghĩa trang Thuộc về tổ tiên bác bộ thần tướng Kết quả đã cũng bị người ghé thăm rồi Tình khống kiếm này Nơi đi qua thật sạch sẽ mà Ngay cả sợi lông đều không còn hy vọng còn lại nữa Người sống người chết cùng nhau cướp sạch cả Cuối cùng Đại hát cổ đi thiên chi thung Hậu tử thì đi bế quan Con đường thành tiên sắp sửa mở ra Mọi người đều phải bắt đầu bắt tay làm chuẩn bị Diệp hàm cùng cơ tử Một đường xuôi nam Lại về tới Nam Vực muốn gặp cố nhân Lúc này Nam Vực có một cổ khí tức cường đại nhằm vào cơ gia, tuy không phải diệt tộc nhưng uy hiếp là rõ ràng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, tên tổ vương cổ tộc thần bí này sắc mặt tuyết trắng, xoay người bước đi, không dám dừng lại ở nam vực này thêm giây lát nào nữa. Diệp Hàm cùng cơ tử vừa lúc đuổi tới nhìn thấy một màn này, cơ tử rất bình tĩnh giống như đã sớm dự đoán được rồi. Gia tộc từng sinh ra đại đế quả nhiên sâu không lường được mà. Trong lòng Diệp Hàm khẽ động, sau đó thì bọn họ từ đây chia tay, Diệp Hàm lập tức chạy tới Thái Huyền Chuyết Phong. Địa phương này cây cỏ rậm rạp, cũng không có linh cảnh so với trước không có biến hóa gì. Vài kiến trúc sắp sập bị giấu dưới gốc cây, quả đen đứng ở trên cây khô, thỏ hoang đi lại trên đường mòn. Diệp Hàm vẫn không cảm nhận được khí tức của lão nhân Lý Nhược Ngu, chỉ là nhìn thấy Trương Văn Sương. Mười mấy năm, gã hai mai hoa râm có thêm không ít tang thương. À, Diệp Hàm, thật là ngươi! Gã ở trong kiến trúc đổ nát đứng bật dậy, nỗi lòng kích động rất nhanh đi ra đón. Người thành công về tới địa cầu Ngày nay lại xuất hiện rồi Thân thể Trương Văn Sương run rẩy Giống như coi rút Bắt lấy cánh tay của Diệp Phàm Trên mặt tràn ngập mong chờ và khát vọng Ừ, là ta Diệp Phàm vỗ đầu vai của gã Phụ mẫu ta, thiên gì ta, bọn họ bọn, họ thế nào rồi Thanh âm của gã run rẩy Thậm chí có một tia sợ hãi Tu đạo nhiều năm Nhưng mà ngày nay lại không thể khống chế Sợ nghe phải tin dữ khi gã rời đi, thi tử gã có bầu, đứa nhỏ sắp sinh. Vào thời điểm cần gã nhất thì gã lại biến mất ở Thái Sơn. Bọn họ đều khỏe, phụ mẫu ngươi tuổi tác đã cao. Người đều có lúc sinh lão bệnh tử mà. Ngươi thì có một đứa con trai, tên là Trương ức, dùng mạo rất giống ngươi đó. Diệp Hàm nói. Vậy nàng... Trương Văn Sương rung rung bờ môi. Diệp Hàm tự nhiên biết người mà gã muốn hỏi là thi tử của gã, Lúc đó cảm tình giữa hai người tốt lắm, lại không nghĩ tới phân cách ở hai đầu tinh không. Nàng là một người tốt, vẫn chăm sóc cha mẹ của ngươi, nuôi nấng con của các ngươi. Có một năm nhân không tệ, rất tốt với nàng. Dịp Phạm nói, Trương Văn Sương nghẹn ngào, từng bước đi hướng tường viện đổ nát, vô lực ngồi trên một tảng đá ôm đầu. Ta muốn trở lại bên cạnh nàng cỡ nào, nhưng là tinh vật này lại mạnh mẽ chia cắt chúng ta nước mắt xẹt qua khuôn mặt không hề trẻ của gã. Diệp Hàm có thể nói, cùng gã ở một chỗ, lấy ra một bao thuốc mang từ đầu kia tinh không, nhẹ nhàng bốc ra. Năm đó Trương Văn Sương nghiện thuốc lá không nhẹ. Trương Văn Sương rung rẩy kẹp thuốc, dùng sức rít một hơi, lớn tiếng ho khan, nước mắt lại lần nữa tràn ra. Vào giờ khắc này, gã không phải là tu sĩ, chỉ là một người trung niên rất bình thường, thậm chí sắp vào tuổi già. Hừ! Gã không kìm nổi hướng lên trời mà hò hét. Rồi sau đó gã lớn tiếng khóc lớn, hai mái hoa râm có nếp nhăn nơi khóe mắt, nước mắt đục ngầu, ngón tay gã kẹp thuốc rung rung khó có thể đưa tới bên miệng. "Cảm đạo, tiên lộ ta đều không muốn, ta chỉ muốn trở lại bên cạnh bọn họ, cùng bọn họ cùng nhau già đi làm một phẩm nhân bình thường, không muốn ở lại thế giới này nữa." Trương Văn Sương ho khan, nhìn phía bầu trời. Dịp Hàm lấy ra một ít ảnh chụp cùng với một số video clip cố ý quay lại để ở trước mặt của gã để cho gã chậm rãi xem. Đây là con của ta hả? Trương Văn Sương không lưu loát lực xem ảnh chụp sợ đi vuốt lại. Đây là lúc nhỏ giống hệt ta. Gã vừa khóc vừa cười. Khi xem xong tất cả, Trương Văn Sương nhìn ảnh chụp thi tử, trong mắt có các loại tâm tình gần sống nhớ lại. Thương cảm, hạnh phúc, dãy dừa ta thật có lỗi với nàng hy vọng nàng có thể hạnh phúc nói xong lời này gã lã chả rơi lệ đứng dậy lão đảo chạy vào trong điện đổ nát hoang vắng diệp hàm cũng không nói gì càng không đi khuyên giải hắn chậm rãi dạo bước ở trên chuối phong ngắm lại cảnh xưa Hết tập 264 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachey Dio.